Vừa qua, Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương và trao bảo trợ Tài năng trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 tại Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mục đích chăm sóc và bồi dưỡng các tài năng trẻ phát triển ở các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, học tập, giảng dạy, văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao. Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 31 năm qua đã góp phần quan trọng trong công tác phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng và phát huy các tài năng trẻ. Năm 2023, Hội đồng Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định trao bảo trợ cho 10 tài năng trẻ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực với tổng số tiền lên đến 200 triệu đồng. Cụ thể ở lĩnh vực học tập, khoa học kỹ thuật, Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ trao bảo trợ cho 8 bạn nhỏ. Ở hai lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao, mỗi lĩnh vực có một tài năng trẻ được vinh dự nhận bảo trợ. Chung tay cùng tập đoàn tiên phong trong lĩnh vực công nghệ không dây, Tektronix Industries, Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ hỗ trợ các bạn nhỏ trang trải chi phí học tập, nghiên cứu, tập luyện, thi đấu ở nước ngoài, góp phần ươm mầm những thế hệ tương lai đầy tiềm năng của đất nước. TTI tự hào đồng hành với ban quản lý trong cái sự tham gia này, đó là một cái cam kết giữa tập đoàn với lại ban thành phố để chung tay khuyến khích các tài năng đóng góp vào cái sự xây dựng của thành phố và đất nước.